Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Là Chúa muốn tường vào với ta. Hạng số 7. Câu 3. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta. Hãy nghe thì linh hồn các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập một giao ước đời đời với các ngươi, tức là tình yêu trung kiên ta đã hứa cùng David. Lần nữa nha. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta. Hãy nghe thì linh hồn các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập một giao ước đời đời với các ngươi, tức là tình yêu trung kiên ta đã hứa cùng David. Chúa nói là những ai mà lắng tai nghe tiếng của Chúa, đến với Ngài, nghe tiếng của Ngài, vâng lời Ngài, thì Ngài lập một giao ước với người đó. Và giao ước đó gì? Là tình yêu trung kiên của Ngài, là tình yêu không dời đổi của Ngài, tiếp tục ở trên đời sống của người đó. Nào, Đức Chúa Trời luôn muốn nói chuyện với chúng ta. Và Chúa luôn luôn tìm những con người để Ngài nói chuyện với họ. Ngài đến với Adam, Ngài nói chuyện. Ngài đến với Jeremy, lúc ông còn rất là nhỏ, Ngài nói chuyện với Jeremy. Ngài khi mà Samuel ở trong đền thờ, Chúa đã đến và nói chuyện, ông kêu ông 3 lần, ông mới biết đó là tiếng của Chúa. Chúng ta biết rằng Chúa luôn luôn cũng muốn mối quan hệ với chúng ta. Cho nên là Chúa luôn luôn muốn nói chuyện, không cần người đó lớn tuổi. Chúa gọi Môi-se lúc ông ta 80 tuổi. Chúa nói chuyện với Samuel ngay lúc mà ông ta còn nhỏ ở trong đền thờ. Khi mà Jeremy còn rất là bé, Chúa cũng nói chuyện với ông. Cho nên Chúa muốn nói chuyện với tất cả mọi người. Quay qua người kia bên, Chúa muốn nói chuyện với tất cả mọi người, trong đó gồm cả anh chị. Amen ha. Rồi, Chúa muốn nói chuyện với đám đông, và Chúa cũng muốn nói chuyện với cá nhân, đồng thời Ngài cũng muốn nói chuyện với người lãnh đạo. Có nghĩa là nếu quý vị là người lãnh đạo, mục sư, quý vị là trưởng nhóm, quý vị là một người nào đó đang hầu vị Chúa, Chúa cũng muốn nói chuyện với quý vị nữa. Amen. Nhưng mà đáng tiếc có rất nhiều người chúng ta nói chuyện ma quỷ nhiều hơn. Không biết ở đây có bao nhiêu người đi giải cứu, đi thức đi giải cứu, đi cầu nguyện giải cứu. Và những người đi cầu nguyện giải cứu thường thường nói chuyện với ma quỷ nhiều hơn nói chuyện với Chúa. Quý vị không thể nào nói chuyện với Chúa mà ít hơn với ma quỷ được. Quý vị không thể nào thấy ma quỷ nhiều hơn là thấy Chúa và thiên sứ của Chúa. Thiên sứ của Chúa khi mà Satan phạm tội đó, chúng ta biết bao nhiêu bị ném xuống khỏi thiên đàng không? 1/3. Vậy thiên sứ còn lại bao nhiêu? 2/3. Tiếng Chúa mới là quan trọng. Tôi gặp những người họ ngồi ở một chỗ ban đêm, nửa đêm, họ nói rằng mà thì giờ nói chuyện với Chúa lại không có. Cho nên đi vào trong tiên tri, thể quý vị được nghe dạy hay là quý vị bị hướng về điều này. Và chính những điều này thành ra những người đi trong giải cứu. Tại sao ma quỷ luôn luôn muốn thu hút chúng ta hướng về nó? Chú ổ rễ bà cuối cùng cuối có nghĩa là đủ quỷ là sai. Nhưng mà hãy nhớ rằng hướng về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn, chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu có tìm quỷ không? Không. Khi nào mà nó đến với Ngài thì Ngài làm gì? Đuổi. Amen không? Người đàn bà bị bệnh khom lưng ở trong đền thờ, Chúa thấy nó trên đền bà này, Chúa đuổi. Sốc.
Như vậy Chúa muốn nói chuyện với chúng ta, nói chuyện với người lãnh đạo, nói chuyện với những người mà cá nhân. Rồi ngoài ra, Chúa muốn nói chuyện với chúng ta trước khi chúng ta phạm tội. Chúa nói chuyện với Ca-in trước khi ông ta muốn giết em mình là Abel. Chúa muốn nói chuyện với Ca-in sau khi ông phạm tội rồi. Có nghĩa là sau khi ông phạm tội thì Chúa đến với ông và Chúa nói chuyện với ông. David sau khi ông phạm tội rồi, Chúa cũng đến nói chuyện với ông. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa cảnh tỉnh dân Israel đang khi họ phạm tội. Ngài cáo trách lòng họ, Ngài kêu họ trở lại với Ngài. Ngài dùng những tiên tri để kêu họ trở về với Ngài. Cho nên trước khi chúng ta phạm tội, Chúa vẫn muốn nói chuyện chúng ta. Đang khi chúng ta phạm tội, Chúa cũng muốn nói chuyện chúng ta. Và sau khi chúng ta phạm tội, Chúa cũng muốn nói chuyện với chúng ta. Chúa sai tiên tri Nathan đến gặp David để kêu ông ăn năn, trong lúc David không hề muốn ăn năn. Amen. Và chúng ta cũng thấy nữa rằng, trong lúc chúng ta đang bối rối, hoang mang, không biết làm điều gì, thì Chúa cũng đến với chúng ta. Hai người đi trên đường Emmaus và họ đang bối rối và họ không biết chuyện gì xảy ra tại Jerusalem về chuyện mà Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Họ bối rối không điều gì. Chúa đi bên cạnh họ, Ngài giải thích họ từ đầu tới cuối. Họ cũng chưa hiểu nữa. Cho đến khi mà Ngài dự bánh và chén với họ thì lúc đó họ mở mắt ra, họ thấy được Ngài. Có nghĩa là một trong những điều quan trọng, lý do chúng ta không nghe được tiếng Chúa, đó tại mắt chúng ta không thấy và tai chúng ta không nghe. Và điều gì khi mắt chúng ta không thấy, tai chúng ta không nghe? Đó là những định kiến ở trong đầu chúng ta, những tội lỗi của chúng ta. Trong sách Văn đoạn 9 có nói đến điều này. Chúa không hề nghe lời người có tội. Tai Chúa không quá ồ ề mà càng không nghe chúng ta, hay cái tai Chúa quá ngắn mà không với đến để cứu chúng ta. Nhưng tội lỗi chúng ta đã khiến chúng ta xa cách Ngài, cho nên cái lời cầu nguyện chúng ta không được nhận. Cho nên chúng ta muốn nghe tiếng Chúa thì chúng ta cần phải xử lý một số tội lỗi trong đời sống chúng ta, để rồi chúng ta có thể nghe tiếng của Chúa được. Amen. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi một cái slide, một cái phần này quan trọng trước khi chúng ta bước vào cái phần kế tiếp. Dạ xin cho tôi. Đây là một loạt bài mà tôi dạy về giải cứu. Trong loạt bài giải cứu này, cách của tôi dùng, nếu chúng ta muốn nghe cái bài này và đi trong giải cứu, quý vị có thể chụp cái hình màn ảnh này, quý vị về quý vị nghe loạt bài thôi, 16, 17, 18 bài vậy đó. Về giải thích về ma quỷ, về sự giải cứu như thế nào. Nhưng mà hôm nay chút xíu nữa chúng ta sẽ đi vào trong cái khía cạnh này. Rồi, chúng ta qua phần tiếp. Dạ. Sức mạnh và hậu quả của tội lỗi. Trong ngôn đoạn 3 câu 33, sự nguyền rủa của Đức Giê-va ở trong nhà kẻ ác, nhưng Ngài ban phước cho chỗ ở của người công chính. Ok, tôi mời một người lên đây, mời Trung Trung lên đây và mời một người to to con lên, em áo đen em lên. Dạ. Rồi. Đứng đây nha. Rồi, em đứng sau đi. Trung lại đi, Trung lên trước. Rồi. Nào, nghe kỹ tôi nói, là chú ý chút xíu nè. Khi một người bị cám dỗ vào tội lỗi, thí dụ như ma quỷ dẫn cho em này thấy một cái điều gì đó của ai và thích lấy món đồ đó, một món đồ nhỏ thôi, trộm cắp lấy của người nào đó. Ví dụ em lấy coi cái xuống dưới coi bà hồi xưa nào có bóp to 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 đó. Em kiếm lấy một món đi, lấy nhanh nhanh lên, rồi coi ai có rồi. Món này rẻ tiền lắm. Lên này có gió có mùi ha. Ok. Đầu tiên ăn trộm một món đồ nhỏ thôi. Nhưng mà khi ăn trộm món đồ nhỏ, lòng hồi hộp sợ hãi đúng không ạ? Nhưng mà rồi em chạy xuống kiếm món đồ lớn lớn hơn lấy. Kìa cái túi đó kìa. Nào, nghe này. Khi làm một vài lần rồi, Satan ở phía sau cám dỗ bắt đầu chỉ thêm những món đồ khác lớn lên và bắt đầu em dính dài nó. Bắt đầu dẫn nó đi kiếm cái gì đó ở dưới đó, lấy túi đèn 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 đó. Dẫn nó đi.
Dính đó, đừng buông đó, đừng có buông đó. Cầm nó hai vai nó, cầm hai vai nó không dính vai nó. Ok. Rồi. Nè chú ý nè. Bắt đầu từ đó trở đi đó. Câu của thánh đó này nè. Sự nguyền rủa của Đức Giê-va ở trong nhà kẻ ác, nhưng Ngài ban phước cho chỗ ở người công chính. Câu châm ngôn đoạn 5 câu 21 22 23. Vì đường lối của mọi người đều ở trước mắt Chúa, và Ngài xem xét mọi lối đi của nó. Kẻ ác sẽ bị tội lỗi mình sập bẫy và bị các dây tội lỗi của mình trói cột. Em ôm chặt nó đi. Nó sẽ chết vì sự thiếu giáo huấn và lầm lạc vì quá ngu dại. Khi một người phạm tội rồi, không cần biết người đã làm gì, trộm cắp, thì suốt đời, đây là ma quỷ Satan phía sau nè, tội lỗi sẽ trói người đó, dẫn người đó tội càng thêm tội. Người nào đầu tiên bạn bè mình rượu uống rượu, đến một lúc không bỏ rượu được. Người nào vướng về ma túy, bị nó giữ lấy ma túy, thì muốn bỏ ma túy không bỏ được. Một người nào khởi sự đi chơi bời, và sau khi đi chơi bời xong, bắt đầu cuộc đời người đó, dù có vợ đẹp bên cạnh mình, con ngoan bên cạnh mình, vẫn bỏ vợ, vẫn bỏ con chơi bời. Bởi vì sao? Câu của thánh nói gì? Kẻ ác sẽ bị tội lỗi mình sập bẫy, và các dây tội lỗi mình trói cột. Nó sẽ chết vì thiếu giáo huấn và lầm lạc vì quá ngu dại. Tôi có người bà con vướng vào cờ bạc, có lấy ông chồng vướng vào cờ bạc. Bà vợ nhất định là bỏ ông chồng. Ông này trở về năn nỉ, nhưng mà vợ nhất định chặt một ngón tay, chặt riết hết, gần như hết ngón tay luôn để chơi bạc, nhưng mà vẫn cờ. Và sau đó người bà con của tôi bỏ luôn. Nhưng mà chưa kể, chúng ta nên nhớ rằng đó, cái câu trên là sự nguyền rủa của Đức Giê-va ở trong nhà kẻ ác đó. Tôi phân tích chúng ta để hiểu điều này, để trước khi mà chúng ta đi vào trong sự giải cứu, chúng ta hiểu được cái điều này. Bởi vì cái môn giải cứu này là một môn rất là đặc biệt. Chúng ta thường thường giải cứu cho một người trong chuyện đó thôi. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta có một cái nhìn hết chung lên hết đó, mà giải cứu một lần đó, thì sẽ thay đổi nhiều lắm. Nhà kẻ ác, chữ nhà này nguyên văn tiếng Hebrew có nghĩa là này. Nhà có nghĩa là ở căn nhà. Thứ hai là cung điện và ngoài hành lang, có nghĩa không cần biết vua hay là ai hết, mà rủ xã đến, ông vua cũng dính luôn. Rồi, kế tiếp là ở trong nhà và ở ngoài đồng ruộng, là ngay cả người dân bình thường cũng dính luôn. Khi mà sự rủa xả đến cho một người ai đó không cần biết vua chúa giàu có cái nào, người dân nghèo nàn cái nào, mà khi mà phạm tội, vướng vào trong xiềng xích của tội lỗi, sự rủa xả đến cho đời sống người đó đều dính hết. Nhưng mà một điều đáng ý này chút xíu nữa nè, còn một chữ nữa, quý vị biết chữ gì không? Con gái. Khi mà cha mẹ phạm tội thì hậu quả nặng nhất là con gái, là người nữ. Quý vị để ý coi, Việt Nam chúng ta có một câu đó, lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Những người đàn ông nào đi ra ngoài đường mà chơi bời, đường thường thường ông bà đều nói câu này, cẩn thận coi coi chừng con gái của mình. Họ không nói con trai mà có con gái. Và đó là cái hậu quả của một gia đình mà bị rủa xả. Quý vị vào cầu nguyện giải cứu, quý vị sẽ thấy chuyện này. Không hết. Cho nên Chúa nhìn xem. Tại sao Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, chúng ta coi cái chương kế tiếp này. Dạ. Xin cho chiếu lên màn ảnh kế tiếp. Xin chú ý giùm tôi. Dạ. Nghe kỹ nè. Tôi hồi nãy tôi nói trong tân cựu ước ha. Bây giờ tôi nói trong tân ước nha. Đầy tớ Chúa không được ham tranh cãi, nhưng phải thân thiện với mọi người, có tài dạy dỗ nhịn nhục, sửa dạy những người chống đối mình cách hòa nhã, mong Đức Chúa Trời giúp họ ăn năn nhận biết chân lý. Đây là câu thánh nói cho mục sư Timôthê, để mục sư nói cho Timôthê chăm sóc những người tín hữu của mình. Nghe đây. Nhận ăn năn nhận biết chân lý và tỉnh ngộ để thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ. Đúng không ạ? Hồi nãy chúng ta nói cái câu cho Ê-sai trong ngôn đoạn 3 câu 3 đó. Và đoạn 5 đó chúng ta thấy là cạm bẫy.
vì họ đã bị ma quỷ bắt giữ, nắm chặt lại, ôm chặt lại. Và kế tiếp làm gì? Bắt giữ để làm theo ý nó. Là lúc này ma quỷ muốn làm gì trên cái người này là cứ làm. Và câu thánh này chỉ dùng hình ảnh cho những người nổi loạn. Nổi loạn, đọc kỹ đi, sửa dạy những người chống đối mình, sửa dạy những người chống đối mình. Và khi một người chống đối người lãnh đạo của mình đó, thì người đó sẽ bị ma quỷ trói buộc lại. Và điều gì sẽ đến cho người đó? Ma quỷ muốn làm gì làm, muốn lấy tiền bạc thì lấy sức khỏe thì lấy, muốn lấy hôn nhân, gia đình, con cái, lấy bất cứ điều gì nó muốn lấy là lấy. Hiểu chưa? Chúng ta cần hiểu trước khi mà chúng ta ăn năn xưng tội. Nhìn xem câu thứ nhất đoạn 11 câu 27-32: vì thế ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách không xứng đáng sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Mỗi người nên xét chính mình khi ăn bánh và uống chén này. Vì người nào ăn hoặc uống mà không phân biệt thân Chúa, tức là ăn uống sự phán xét cho mình. Vì vậy trong anh chị em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và một số chết. Có một số người chết non. Tại bởi vì khi dự tiệc thánh không tự xét mình. Một số người cầu nguyện của Chúa hoài, Chúa không trả lời bởi không tự xét mình, không ăn năn. Một lần kia có một người phụ nữ này thường thỉnh thoảng nhờ tôi cầu nguyện, và tôi cầu nguyện không phải hầu thánh, tôi cầu nguyện Chúa chưa lành cho cô ta, cho bà ta. Lần kia tôi cầu nguyện cho một sư cầu nguyện cho tôi. Tôi cầu nguyện xong, tôi đương cầu nguyện cho nó, cho nó, con đừng cầu nguyện cho nó, ta không chữa lành cho nó đâu. Nhưng mà lỡ đặt tay rồi. Thì một sư cũng phải là tỏ, lúc nào cũng tỏ ra là nhân từ, tỏ ra yêu thương, mà cầu nguyện, ông ta cầu nguyện của mình mà nhờ mình cầu nguyện, mình không cầu nguyện sao được. Tôi cầu nguyện cho phước xong, tôi về tôi không hiểu. Hỏi Chúa tại sao vậy? Chúa nói, nghe kỹ nha, những người là phụ nữ nghe kỹ tôi nhiều nhất phụ nữ. Người phụ nữ này, người đàn bà này luôn luôn gây lộn xộn trong hội thánh, gây những sự nói hành, nói tội mục sư và những người khác. Ta không chữa lành cho nó. Tại sao biết không? Thân thể của Chúa, khi chúng ta nói động đến thân thể của Chúa, chúng ta tự làm cho thân thể đó bị hư. Khi chúng ta nói động thân thể Chúa, tự động chúng ta tách rời ra khỏi, nhưng cái tai không dính vào cái thân. Và cho nên cái tai đó, quý vị nghe kỹ tôi nói, với tất cả sự yêu thương, tôi từng hầu với Chúa, đi nhiều nơi, tôi giảng và giải cứu rất là nhiều. Cái môn này là một môn rất là đặc biệt của tôi nữa, mà sau này tôi không có làm, nhưng mà tôi thường xuyên dạy môn này. Nhiều người không cần biết ông mục sư nào đặt tay nó, không bao giờ chữa lành là không bao giờ chữa lành. Là tại sao? Tội lỗi trói buộc lại. Chỉ khi nào ăn năn xưng tội thì tội lỗi nó mới buông ra thôi. Chỉ khi nào ông ta lại, chỉ khi nào làm hòa với người khác thì xiềng xích nó bứt ra thôi. Chỉ khi nào quay đầu trở lại với Chúa, những gì mắc nợ ai trả lại cho nó, giống như là ông Sa-chê vậy đó. Còn không thôi, tội lỗi vẫn ôm lấy người đó và không buông tha. Satan không bao giờ buông tha. Nó nắm một người này rồi đó, nó nắm tới dòng dõi con cháu của họ luôn. Đó tại sao Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa phạt con cháu đến mấy đời? 3 bốn đời. Cho nên đó, cái người cha nào mà sai rượu thì sinh con sai rượu. Tội lỗi gì đơn dẫn đến tội lỗi đó? Hãy nhìn xem ông Abraham là tổ phụ đức tin của chúng ta. Ông nói gì? Ông nói vợ của tôi là em gái của tôi. Thì chuyện gì xảy ra? Isaac nói gì? Vợ cũng là em gái của mình. Tới phiên Jacob thì khỏi nói luôn rồi. Trùm lừa gạt rồi. 12 đứa con của Jacob cũng luôn luôn là cả lừa gạt luôn. Trừ hai người là Joseph và Benjamin. 3 sự di truyền mà chúng ta truyền lại cho con cháu mình. Thứ nhất là hình dáng. Con cái chúng ta nó giống cha, giống mẹ. Hình dáng, tức cái thói quen. Thứ hai là truyền đến là gì? Bệnh tật, ung thư, tiểu đường, cao máu, truyền xuống. Và thứ ba chúng ta di truyền là gì? Tội lỗi.
David phạm tội tà dâm, hãm hiếp vợ của ta, giết người. Con trai của ông ta là Amnon hãm hiếp em gái cùng cha khác mẹ của mình là Tamar. Và Absalom giết anh của mình là Amnon. David giật lấy vợ của người ta, con trai của mình, cướp ngôi của ông. Quý vị hiểu không ạ? Quay qua cửa mình, đừng coi thường tội lỗi nữa. Đây là một trong những môn mà tôi học mấy năm luôn. Có nghĩa là tôi không chỉ đến giải cứu người ta mà tôi đào sâu vô trong những cái lý do gì những chuyện xảy ra, để rồi tìm hiểu những lý do gì xảy ra, mình giúp người ta giải cứu nó tốt. Amen ha. Yeah. Câu thánh kế tiếp. Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài trong văn đoạn 5. Nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, Ngài nghe. Thì chúng ta biết rằng mình đã nhận được điều mình cầu xin rồi. Câu kế tiếp nè. Cầu nguyện, xin bất cứ điều gì, Chúa trả lời. Câu kế tiếp nè. Nếu ai thấy anh em mình phạm tội mà tội ấy không đến nỗi chết, có nghĩa là tín đồ có thể khi phạm tội sẽ có một số tội dẫn đến cái chết, giống như dự từ thánh này tôi nói đó. Phạm tội dẫn nỗi chết thì hãy cầu xin và Đức Chúa Trời sẽ ban cho người ấy, tức là cho những người mà tội không đến nỗi chết cũng có tội dẫn đến sự chết. Tôi không bảo anh em phải cầu xin cho tội này nữa. Tội này có những tội Chúa quyết định là chết là xong. Cho nên đi vào trong giải cứu, chúng ta cần phải biết là cầu xin Chúa chỉ cho biết những cái tội lỗi nào mà ngăn trở mình để mình cầu nguyện Chúa không trả lời cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình, cho tài chánh mình, bất cứ điều gì trong đời sống mình. Mình phải biết để nó không cản trở mình. Và do đó, bởi vì tội lỗi cũng là sự ngăn trở để chúng ta nghe tiếng của Chúa. Câu 17. Mọi điều không công chính, mọi điều không công chính đều là tội, nhưng có tội không đến nỗi chết. Nghe tôi nói, đây là tân ước. Câu kinh thánh này gửi cho sứ đồ văn, gửi cho tín đồ. Quý hiểu không ? Không cho người ngoài đâu, cho tín đồ. Chúng ta biết rằng ai xin bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội. Phạm tội. Vì đấng sinh ra bởi Đức Chúa Trời gìn giữ người ấy và ma quỷ không đụng người ấy được. Chúng ta biết rằng mình thuộc về Đức Trời, còn cả thế gian này dưới quyền của ma quỷ. Thế gian này nằm trong tay ma quỷ. Câu kế tiếp. Phước hạnh của sự vâng lời. Ê-sai đoạn 1 câu 19-20. Nếu các ngươi mong muốn và vâng lời, các ngươi sẽ ăn sản vật tốt lành của đất. Nhưng nếu các ngươi từ khước và phản loạn, các ngươi sẽ bị gươm ăn nuốt vì miệng Chúa phán. Và Sách Thi Ký đoạn 20 câu 5 câu 6. Các ngươi không được sắp mình thờ phượng các tượng ấy, vì ta là Chúa Đức Trời các ngươi, Đức Chúa Trời kỵ ta. Ta hình phạt con cháu đến thế hệ thứ 3, thứ 4 vì tội khước từ ta của tổ tiên họ, nhưng bày tỏ tình yêu đến ngàn đời cho những ai yêu mến ta và dân giữ các điều răn ta. Vâng lời, kết quả của dân lời là phước hạnh, không phải chỉ cho mình mà cho dòng dõi của mình. Dạ, tiếp đó. Sự ký nhất đoạn 29 câu 11, 12. Lại Đức Giê-hô-va sự cao cả quyền năng vinh quang toàn thắng và uy nghi đáng quy thuộc về Ngài, vì muôn vật trên các tầng trời dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va vương quốc thuộc về Ngài, Ngài được tôn làm chúa tể của muôn vật. Cả sự giàu có vinh quang đều do Ngài mà đến. Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực trong tay của Ngài. Tay Chúa ban sự tôn trọng và sức mạnh cho mọi người. Trong Ngôn đoạn 8 câu 18, giàu có vinh vự tài sản bền vững, tài sản giữ được bao lâu và thịnh vượng đều thuộc về ta. Trong Ngôn đoạn 22 câu 4 câu 5, phần thưởng của sự khiêm nhường và kính sợ Chúa là giàu có vinh dự và sự sống. Gai góc và cạm bẫy trên đường kẻ gian tà, người nào gìn giữ linh hồn mình tránh xa chung. Hôm nay tôi muốn, trước khi chúng ta bắt đầu nghe tiếng của Chúa, tôi muốn chúng ta có một thời gian chúng ta suy gẫm lại. Và tôi sẽ cho chúng ta phát một tờ giấy cho mỗi một người.
và một cái viết đỏ. Trong tờ giấy này chúng ta sẽ duyệt xem coi mình đã từng phạm tội gì mà mình chưa ăn năn. Sau khi chúng ta xưng tội đó, tôi sẽ giúp cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta xưng tội đó từng tội một, từng loại một. Và sau đó tôi và Sư Thành sẽ cùng nhau hiệp một cầu nguyện để bẻ gãy những xiềng xích trên đời sống quý vị. Và tất cả những cái sự trói buộc đó không còn cho đời sống quý vị nữa. Và đồng thời giải phóng quý vị ra khỏi những cái gông cùng, những xiềng xích của ma quỷ. Và quý vị được tự do. Và tôi tin rằng hôm nay quý vị sẽ trở về rất được phước và sẽ có nhiều sự bứt phá trên đời sống. Amen. Ok, xin giúp tôi phát tờ giấy và cái viết. Mỗi người một tờ giấy và mỗi người một cái viết đỏ. Rồi, các em xuống. Cảm ơn. Ok, trong tờ giấy của chúng ta là tờ giấy là cầu nguyện khai thông để tất cả gì mà ngăn trở đời sống chúng ta, khiến chúng ta không có đến gần với Chúa, khiến cản trở phước hạnh của Chúa trên đời sống chúng ta, thì chúng ta dùng tờ giấy này. Nhưng mà chúng ta xin nhớ một sư thành cũng giúp chúng tôi là cái này đó cần phải học nguyên bài giải thích, còn không thôi đưa người ta không hiểu gì đâu. Nào xin chú ý nghe tôi giải thích chúng ta. Tôi sẽ đọc ở đây. Có nhiều vấn đề quyền bí mà chúng ta từng tiếp xúc. Tuy nhiên điều này đã xảy ra trước hay sau khi tin Chúa và chúng ta có thể liên hệ đến vì tò mò. Nhưng thật ra nó rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến đời sống theo Chúa của chúng ta. Không cần biết ở đâu, nơi nào và có liên hệ với bất cứ ai, chúng ta cần đến với Chúa xin Ngài tha thứ tất cả những điều này để Chúa làm sạch chúng ta khỏi những ô uế, giải phóng chúng ta khỏi xiềng xích của ma quỷ. Nếu chúng ta coi bói, xem tử vi và ký thác cho một thần linh nào, nghĩa là chúng ta không vâng phục Chúa. Người tín đồ Cơ Đốc được tái sanh qua niềm tin nơi hình ảnh sự chết và thập tự giá và sự sống lại của Chúa Giêsu, chẳng phải là dấu hiệu 12 con giáp hay số tử vi. Chúng ta thờ thần tượng, xem bói toán là điều Chúa cấm. Nó đem đến sự nguy hiểm và ảnh hưởng xấu đến chúng ta. Là người tín đồ Cơ Đốc, chúng ta trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho chúng ta mọi điều ấy nữa. Sự hướng dẫn mà chúng ta có đây là Đức Thánh Linh, không phải thần linh nào khác ngoài Chúa, tức ma quỷ. Tất cả những điều chúng ta nghe, thấy, nghe, sờ, ngửi đến và trải qua đã được ghi nhận trong giác quan và nó vẫn nằm trong tiềm thức của chúng ta. Những điều này sẽ trở thành định kiến rồi gây ảnh hưởng cho chúng ta, tốt hoặc xấu. Phaolô khuyến khích chúng ta trong Philip đoạn 4 câu 8 là: cuối cùng, thưa anh em, hãy điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung, điều gì đức hạnh đáng ngợi khen, thì anh em phải nghĩ đến. Khi phạm đến điều Chúa cấm, chúng ta không chỉ nhận hậu quả và ảnh hưởng cho mình mà còn người xung quanh bạn. Vì lợi ích và chính mình và người khác, bạn cần phải ăn năn dứt khoát, từ bỏ tội lỗi, sự ô nhiễm trong tâm trí và cách mình sống, cách sống của mình. Những điều dưới đây chỉ là phần gợi ý, điều quan trọng Thánh Linh cáo trách và chỉ cho chúng ta thấy những sai lầm của mình. Nếu có điều nào bạn thấy không có tờ giấy này thì ghi nó ra, đọc rồi trả lời mỗi câu có hoặc không, gạch dưới những phần mà mình thấy có tội. Ok. Bây giờ sẽ như thế này. Chúng ta sẽ đi đến cái phần xưng tội và tờ giấy này là một gợi ý thôi. Chỉ là gợi ý thôi. Nha. Cho nên những cái tội nào mà chúng ta phạm là chúng ta gạch dưới cái tội đó để một chút xíu khi chúng ta xưng tội: Chúa, con đã phạm tội này. Và nếu là chúng ta phạm với ai thì chúng ta nói ra. Và trước khi mà chúng ta xưng tội, chúng ta phải hiểu được cái quyền năng của sự xưng tội. Thi Thiên đoạn 51 câu 3: vì tôi nhận biết các vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi.
Khi một người nào phạm tội thì trước mặt họ, cái những cái điều mình sai nó nằm trước mặt mình. Ma quỷ cứ kiện cáo chúng ta hoài. Cho đến khi mà chúng ta xưng cái tội đó ra thì huyết Chúa Giêsu con đi trời tha thứ tội lỗi chúng ta và chúng ta còn thấy nữa. Cho nên chúng ta cần xưng tội mình. Thi Thiên đoạn 19 câu 12, ai nhận thức được các sai lầm của mình, xin Chúa tha những lỗi lầm mà con không biết, nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Và do đó chúng ta cần, trước khi mà chúng ta bắt đầu gạch dưới những cái điều này, chúng ta cầu nguyện Thánh Linh Chúa ơi, chỉ cho con. Cái này chỉ là cái bản mẫu thôi, nhưng Thánh Linh của Chúa là đấng mà chỉ ra cho chúng ta lúc mà chúng ta mà đọc những cái tờ giấy này, những cái phần trong này. Thánh Chúa cáo trách chúng ta phạm tội với ai. Tại sao điều này rất là quan trọng? Tôi điển hình một cái chuyện thế này. Tôi có một người mục sư mà lúc đầu tiên tôi được bắp tem Thánh Linh, ông ta là cái người giúp đỡ tôi trong lúc đầu tiên. Lúc tôi học trường của Thánh, ông ta cũng là cái người giúp cho tôi. Ông có từng học với tôi trong cái môn này. Ông là dẫn tôi đến học cái môn này. Và ông ta là người mà xin nộp đơn với hội giáo hội CMA của Úc để được phong chức mục sư. Ông cho truyền đạo tôi được phong chức thực thụ. Nhưng mỗi lần ông nộp đơn lên ở trên từ chối, bởi vì ông không đạt tiêu chuẩn. Ông là người rất tốt. Cho đến một ngày kia tôi không còn giữ ở đây nữa, thì ông gọi điện thoại tôi và ông báo cho tôi biết, Phong ơi Phong, tôi đã nhận được sự phong chức mục sư thực thụ rồi. Tôi nói, ồ chúc mừng ông. Ông mới hỏi tôi, ông mới nói tôi, Phong có biết là sao tôi nhận được không? Tôi nói sao? Kiêu ngạo. Và ông kể tôi lời cái đầu tiên, nó lý do Chúa chỉ cho tôi nào giờ tôi kiêu ngạo mà tôi không thấy mình kiêu ngạo. Ông nói là lúc mà tôi còn nhỏ, tôi thường làm đứa con rất là quậy phá ở trong nhà, ba tôi đánh đòn tôi rất thường. Nhưng một lần kia đó, anh tôi nó làm mà ba tôi nghĩ là tôi đứa phá chứ không đánh, lâu tôi đâm đánh. Và bởi vì đó tôi nổi loạn cùng ba tôi, và tôi nghĩ rằng người lớn không ai công bằng cả. Đi vô trường học cũng thấy là cái xã hội không, trường học không công bằng, vào xã hội không công bằng, vô quân đội không công bằng, tất cả mọi sự không công bằng. Khi mà tôi tin Chúa rồi, tôi vào trong nhà thờ đó, thấy ông mục sư nào cũng không đúng, tôi cũng nổi, cũng bực ông đó, tôi nói thẳng vào mặt ông. Cho nên khi Chúa chỉ tôi biết ra đó, cái sự nổi loạn đầu tiên của tôi từ gia đình của tôi, thầy cô đó, ông ta xưng tội xong, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Ông nói 3 tháng sau tự động tổng hội của CMA gửi thư đến nói là chúng tôi quyết định phong chức cho ông. Trong khi đó mười mấy năm họ không hề phong chức. Tôi nhớ là không hồi mấy cả hai mấy năm. Cho nên lắm khi chỉ còn một cái tội thôi mà chúng ta không biết, Thánh Linh Chúa không mở mắt chúng ta, không thấy chúng ta đó, chúng ta cứ kẹt ở chỗ đó hoài à. Và thưa quý vị, nếu vì là người cha, người mẹ, quý vị muốn phước hạnh cho gia đình mình, quý vị cần bứt phá chính mình trước, rồi Chúa mới bước ban phước cho cả gia đình mình. Hội thánh cũng giống vậy, nếu quý vị là những người trưởng nhóm, những người mục sư, quý vị cần bứt phá mình, thì cái bứt phá nó mới đến gia đình của mình, hội thánh của mình được. Amen không ạ? Cho đến ngày hôm nay, quay qua người bên, ngày hôm nay sẽ rất đặc biệt cho anh chị. Trang kế tiếp dạ. Nè, Chúa kêu làm gì nè ha? Hãy quyền đoạn 2 câu 4 câu 5, nhưng điều ta trách con ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm những công việc ban đầu. Nếu không ăn năn, ta sẽ đến cùng con và trút bỏ chân đèn của con khỏi chỗ nó. Ở đây Chúa muốn nói gì? Tội không phải trộm cắp giết người không nữa, mà sa sút đức tin. Thấy không? Chúa kêu những người sa sút đức tin ăn năn. Rồi Khải Quyền đoạn 3 câu 1 câu 3, hãy viết cho thiên sứ của Thánh Sạc Đe rằng đây là phán của đấng có bảy linh của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ta biết cái công việc của con, con có tiếng là sống nhưng lại là chết. Dòm rất là mạnh mẽ, dòm một thánh mạnh mẽ, nhưng mà Chúa nói là chết. Vậy hãy tỉnh thức và làm vững lại những gì còn lại, tức là những gì gần chết, vì ta không thấy cái công việc của con là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Hãy nhớ lại con đã nhận và nghe thế nào, hãy giữ lấy và ăn năn đi. Nếu không tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và con sẽ không biết giờ nào ta thình lình đến với con. Ở đây nói là gì? Không bước đi một cách trọn vẹn trước mặt Chúa. Chúa kêu gì? Ăn năn. Kế tiếp Giăng nhất đoạn 1 câu 9, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công chính, sẽ tha tội chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.
Gia-cơ đoạn 5 câu 16. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm. À, quý vị không, lắm khi á, chỉ cần một chuyện nhỏ thôi, chúng ta không để ý á, ba quỷ sẽ giữ chúng ta hoài, không bao giờ thoát ra. Cách đây ít năm về trước, tôi đến Bảo Lộc, miền Trung, khu vực Bảo Lộc, tôi không nhớ khu nào, nhưng mà tôi đến đó. Thì tôi cùng một số mục sư đến đó, và chúng tôi ghé thăm một người vợ của mục sư. Bà bị đột quỵ và ngồi xe lăn khoảng 5 năm. Và các mục sư đến nhân danh Chúa công bố, và không thấy gì, chứ không gì bất. Rồi sau đó gọi mục sư đó mới nói, mục sư quản nhiệm, tổng quản nhiệm mới nói, tôi là mục sư ông, em cầu nguyện cho người này chúc phước gia đình rồi về. Thì tôi cầu nguyện, Chúa ơi, con đến đây vậy chứ chưa muốn con làm gì đây, con muốn cầu nguyện cho bà này như thế nào. Thì tôi mới hỏi người này, Chúa không bày tỏ gì cả, tôi hỏi người này vậy chứ, vậy bà muốn tôi cầu nguyện cho bà điều gì? Bà nói rằng xin cầu nguyện tôi có miếng đất, và có một số người từ xa, phương xa đến, và họ không có chỗ ở, tôi thấy tội nghiệp quá, tôi cho họ mượn miếng đất để họ ở, để họ buôn bán, gia đình họ cấm dùi đó, rồi họ buôn bán. Nhưng mà khi tôi đòi lại họ không trả, tôi thưa lên chính quyền, cuối cùng họ không giúp đỡ gì tôi, bởi vì họ đã nấu kết với chính quyền nên không có gì xảy ra cả. Xin cầu nguyện cho tôi lấy lại miếng đất. Nè, tôi hỏi bà thế này nè, có phải vì miếng đất bà bị mất này, bà bị đột quỵ ngồi xe lăn không? Bà nói phải. Cay đắng không tha thứ, giận dữ ghen ghét, tự trách chính mình. À, tôi nói rằng, các bà nói rằng, nhưng mà tôi đã xin Chúa tha thứ rồi, giờ tôi cũng đỡ rồi. À, tôi nói có phải bà tiếc miếng đất này không? Bà nói phải, tự nhiên tôi muốn tiếc đất mà. Tôi nói với bà thế này, nghe kỹ nè, những ai mà có đồ đạc mất, nghe kỹ nè, những ai đang tiếc gì đó, nghe kỹ nè. Tôi nói với bà đó, khi mà Joseph có một áo choàng đẹp của cha mình tặng, các anh của Joseph lấy cái áo này và Joseph phải trở thành một người nô lệ đó, thì trong tâm trí của Đức Chúa Trời dành sẵn cho ông cái áo tổng quản gia ở nhà Phô-ti-pha. Ông mất cái áo này, nhưng mà Chúa luôn luôn cho ông một cái áo tốt hơn và cao cấp hơn. Khi vợ của Phô-ti-pha lấy cái áo của Joseph tổng quản gia, và ông phải mặc cái áo tù, hồi nãy thì mặc cái áo của người tù nhân, người nô lệ, thành tổng quản gia, bây giờ mặc một cái áo tù. Nhưng mà Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cái áo tể tướng cho ông. Những gì mà mình tiếc trong quá khứ, mình sẽ chết trong quá khứ. Cho nên Chúa mới nói với chúng ta biết rằng, đừng nhớ đến những điều xưa cũ nữa, đừng nghĩ đến nó nữa, vì ta đang làm một điều mới cho các người. À, tôi nói rằng bà phải ăn năn. Quý vị gặp tôi và quý vị nói chuyện, tôi sẽ không cho quý vị, tôi không nói ngọt cho quý vị đâu. À, tôi mài dao bén lắm. Chúng ta giống như tôi, giống như là bác sĩ, quý vị đến với tôi, quý vị bệnh đó, tôi sẽ nói cho quý vị biết là quý vị bị ung thư 3 tháng nữa quý vị sống. Quý vị sẽ nói bác sĩ làm sao để tôi uống thuốc gì không, điều trị cách nào không? Điều trị cho quý vị uống thuốc. Còn tôi mà đến rút dây quý vị cứ ở chỗ đó hoài luôn. À, tôi nói với bà đó rằng, bà có sẵn sàng Chúa ăn năn không? Sẵn sàng bỏ miếng đất đó bởi Chúa dành cho cái tốt hơn. Mà tôi sẵn sàng. Quý vị cần hiểu một điều gì, bất cứ điều gì mà ma quỷ muốn lấy trên cuộc đời chúng ta, Chúa luôn luôn dành cái điều tốt cho chúng ta. Chúa luôn dàn cảnh, nghe kỹ nè, Chúa luôn luôn dàn cảnh để chúng ta bị mất để rồi ngày ban hơn. Khi mà nhà của Saul bị mất con lừa đó, Chúa dàn cảnh cho ông để gặp Samuel để được làm vua. Cho nên Chúa luôn luôn dàn cảnh. Chúa ban phước cho người nào, Chúa dàn cảnh. Mà người nào hiểu được Chúa đó, hiểu đường lối của Chúa đó, họ bỏ đi những điều xưa cũ, đừng nhớ đến, đừng tiếc gì nữa, thì họ bắt đầu bước lên. Còn người nào mà cứ nhìn đó mà cứ tiếc hoài, giống như bà vợ con Lót đó, chết luôn. Sau khi bà xưng tội xong,
Rồi bà có tin giờ này Chúa chữa lành cho bà không? Bà đã tin. Rồi chắc chắn không? Bà chắc. Tôi đặt tay trên hai đầu gối của bà, tôi cầu nguyện. Tôi nhân danh Chúa Jesus tôi cầu nguyện. Lấy thánh quyền của một người tội tớ của Chúa cầu nguyện. Là kể từ hôm nay, bởi vì bà ăn năn xưng tội, bà được Chúa tha thứ tội, và những cái tội lỗi, những xiềng xích đó không còn trên đời sống bà nữa. Tôi cầu nguyện xong, kêu bà đứng lên, bà đầu đứng lên. Thì bà dỡ chân lên, bà dỡ chân lên, dỡ chân lên. Rồi kêu bà đi, hai người chúng tôi kèm. Rồi sau tôi buông bà ra, bà chạy vòng quanh nhà luôn. Hallelujah! Chúng ta biết không, chỉ cần tiếc có miếng đất được không, và nằm bị bệnh đột quỵ và nằm ngồi trên xe lăn 5 năm. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được lẽ thật của Chúa đó, thì lẽ thật sẽ buông tha giải phóng chúng ta. Quay qua cái bên, đừng tiếc nữa, đừng nhớ chuyện xưa cũ nữa, đừng buồn nữa, đừng giận nữa, đừng lầm bầm nữa. Tôi chia sẻ chúng ta điều này là cái sự thật. Lý do tôi chia sẻ chúng ta điều này là tôi muốn quý vị thoát ra khỏi cái chỗ quý vị đang ở, quý vị lên cái chốn cao hơn. Amen. Tôi muốn chia sẻ chúng ta điều này để ma quỷ không còn cầm buộc chúng ta nữa, mà chúng ta tự do và cái lời cầu nguyện chúng ta được Chúa trả lời. Và khi chúng ta hiểu được điều này, cái lời cầu nguyện chúng ta cho người khác sẽ trở nên có quyền năng. Còn chúng ta đang ở trong ma quỷ trói buộc mình, thân mình chưa xong là cứu ai, đúng không ạ? Quay rồi cái mình thân mình chưa xong cứu ai giờ? Cảm ơn Chúa không? Rồi. Cho nên khi chúng ta nhận biết rằng khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ, khi chúng ta xưng tội mình rồi, thì ở trong những ai ở trong Đấng Christ sẽ không còn bị định tội nữa. Luật của Thánh Linh và sự sống giải phóng chúng ta ra khỏi sự định tội. Ma quỷ được không còn lên án, không còn định tội chúng ta nữa, bởi vì Chúa là Đấng định tội chúng ta. Mà nếu Ngài không định tội chúng ta, ai có quyền định tội chúng ta? Amen không ạ? Chúng ta có quyền định tội mình không? Không. Cho nên đừng bao giờ trách mình nữa, bởi Chúa đã tha thứ cho mình rồi. Hallelujah. Và Kinh Thánh dạy chúng ta là hồi nãy trở lại nè, Chúa Giêsu gặp một người bại tại hồ Bê-tích-đa đó, và Chúa nói rằng: ngươi đã lành bệnh rồi, đừng phạm tội nữa, e có điều càng tệ hơn xảy đến cho ngươi chăng. Có nghĩa là ngày hôm nay sau khi bị xưng tội của Chúa rồi, trở về xin Chúa giúp mình đừng tiếp tục làm con đường đó đâu. Những người nào mà đã nghiện ngập cờ bạc, theo Chúa một thời gian, trở lại cờ bạc dính luôn và khó gỡ ra hơn. Bởi vì một con quỷ đầu tiên đã đuổi nó đi rồi, và khi nó trở lại thấy nhà trống, tức như là đời sống người đó không còn đầy dẫy tới nên Chúa nữa, không còn đầy dẫy lời của Chúa nữa, thì nó trở lại nó đủ 7 con nữa. Tổng cộng là mấy con? 8 con. Không phải 7 con đâu, 8 con. Mà 7 con sau còn mạnh hơn con đầu tiên nữa, và người đó dường như không thể nào thoát ra được. Cho những người nào mà đã theo Chúa rồi, quý vị phải cam kết theo Chúa, bởi ma quỷ đang đứng trước cửa, đang chờ chúng ta, đang kéo chúng ta lại, mà chúng ta trở lại là đời chúng ta tàn. Amen. Cảm ơn Chúa. Mình cần nghĩ không nhiều một sư hay tiếp tục một sư? Ok, rồi. Chúng ta bắt đầu lấy tờ giấy của tập của chúng ta ha. Kẻ viết ra, viết đỏ nha. Ai thiếu tờ giấy giơ tay lên giùm tôi để có người phát giấy cho chúng ta. Ai còn thiếu tờ giấy? Bà thiếu tờ giấy, đây có người thiếu tờ giấy. Viết đỏ có không ạ? À? Viết xanh không ạ? À? Ok. Nãy tôi dặn viết đỏ, chắc là tìm ra đây không có nhiều viết đỏ. Ok, rồi viết xanh thì viết xanh. Nào, lắng nghe chút xíu, đây rất là quan trọng nha. Ok. Chúng ta thấy cái chữ nào mà có dấu hỏi phía sau? Dấu hỏi. À, đầu tiên là thế này: lối suy nghĩ thế gian thay thế quyền năng Đức Chúa Trời với lối sống tư kỷ hay quan niệm thế gian. Bạn có quyết định nào mà không hỏi ý Chúa không? Có dấu hỏi. Nếu như chúng ta làm gì không hỏi Chúa, chúng ta gạch dưới cái câu bạn có quyết định nào mà không hỏi Chúa, gạch dưới câu đó. À, để chi nữa, chúng ta sẽ xưng tội những câu nào mà chúng ta đã gạch dưới. À, rồi một chút nữa sau khi chúng ta xưng tội xong, chúng ta sẽ có một cái thùng, vô thùng rác á, chúng ta xé ra, chúng ta đốt nó, và nó sẽ không còn nữa trên đời sống của chúng ta. Amen. À, trước khi chúng ta bước vào cái môn lắng nghe tiếng Chúa và tiên tri. Rồi. Đòi hỏi tuyệt đối và hoàn hảo. À, nếu có thì gạch dưới. Tuyệt đối hoàn hảo, chúng ta làm điều hoàn hảo, nhưng mà bắt người khác làm theo ý mình hoàn toàn, áp đặt người khác
là sai. Kiêu ngạo, nếu có kiêu ngạo thì gạch dưới. Muốn được quyền thế hay của cải, có nghĩa là chúng ta tham tiền, muốn nhà, muốn cửa, muốn ấy nọ mà không ấy Chúa nữa thì gạch dưới. Muốn lợi cho mình, có nghĩa là mình làm sao có lợi cho mình, không cần biết người khác, thiệt thòi thế nào. Để Chúa chấp nhận, có nghĩa là Chúa đã chấp nhận chúng ta rồi, mà chúng ta cố gắng dùng công đức của chúng ta để được Chúa chấp nhận của mình. Truyền thống, định kiến, chúng ta có một điều gì đó, chúng ta quyết định là gì, không ai đổi chúng ta được. Ích kỷ, rồi. Những lý thuyết như Darwin thuyết tiến hóa hiện sinh, chúng ta tin là chúng ta từ nơi chính Chúa dựng nên chúng ta không tin vào cái con người từ nơi khỉ mà ra. Hiện sinh là sống cho hiện tại thôi, không nghĩ đến tương lai. Siêu nhân, có nghĩa là mình là một người luôn luôn làm những chuyện siêu không à. Giống như bước vào trong cái thế giới bùa chú đại khái giống vậy. Chúng ta quan niệm rằng đạo nào cũng tốt. Con cái Chúa chúng ta biết rằng đạo không cứu được, Chúa Giêsu mới cứu chúng ta. Thượng đế không hiện hữu, không tin có trời. Tự sức tôi, không cần trời. Tất nhiên là những người nó là tận nhân lực mới tri thiên mệnh đó. Là có nghĩa là cố gắng hết sức đi rồi trời mới giúp. Chúng ta không phải là những người đó, chúng ta tin rằng Chúa giúp chúng ta, Chúa đồng công của chúng ta. Chúng ta nhờ cái ngài, ngài cùng làm của chúng ta. Muốn gì được đó, đây là quyền lợi của tôi. Thích gì thì làm, thái độ cốc cần. Ok. Rồi xong hết phần này chưa? Đi xong hết rồi phải không? Nếu ai chưa thì giơ tay lên, tôi sẽ đi tiếp. Nhớ chúng ta vừa viết, chúng ta cầu nguyện với Chúa, Chúa chỉ cho con. Chứ không phải chỉ gạch dưới không mà thôi. Cầu nguyện Chúa chỉ cho con. Sự nổi loạn. Sự nổi loạn có nghĩa là không vâng phục Chúa, không vâng phục thẩm quyền Chúa đặt trên mình. Từ suy nghĩ, lời nói là và hành động. Không làm theo sự kêu gọi của Chúa. Quán trách Chúa, phạm thượng kêu trời ơi, hay là ông trời ông có đuôi không, có mắt không thấy gì đó, những câu nói mà chúng ta từng nói giống vậy đó. Những câu đó là câu nói phạm thượng với Chúa. Không thờ phượng Chúa thường xuyên. Rồi, không vâng phục cấp trên của mình, hay không có trách nhiệm với cha mẹ. Tức là không vâng lời cha mẹ mà không thà không có trách nhiệm đó. Với cha mẹ, với chồng, với anh chị, thầy cô, chủ, quản lý. Nào, Chúa dạy chúng ta vâng phục trên tất cả mọi thẩm quyền. Tất cả mọi thẩm quyền là do Chúa đặt ra. Không có thẩm quyền nào được đặt ra không đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa cho tất cả thẩm quyền xảy ra để mà đem đến cái ích lợi cho người dân. Mặc dù họ không đem đến ích lợi người dân, nhưng mà họ vẫn làm một số công việc cho người dân. Không vâng phục mục sư, lãnh đạo hội thánh, chánh phủ. Chúng ta cần phải vâng phục nhà cầm quyền, và chúng ta không được nói nghịch lợi nhà cầm quyền. Nhớ điều này. Nếu họ làm điều gì không nghịch, nếu làm họ gì mà cản trở chúng ta liên hệ đến niềm tin của chúng ta, họ không cho chúng ta cầu nguyện, không cho chúng ta đọc thánh, thì chúng ta thà là vâng Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Bởi chúng ta biết là cái đấng cao hơn hết, không có thẩm quyền nào cao hết là Đức Chúa Trời. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi mà những người dân Israel sanh đẻ rất là nhiều đó, và vua Pharaoh truyền lệnh cho các bà mụ là phải giết những đứa con mới sinh ra của người Hebrew đó, thì những bà mụ này làm gì? Bà không vâng lời vua Pharaoh. Bà không muốn giết những đứa trẻ, không muốn phá thai. Cho nên bà vâng lời vua Pharaoh, không vâng lời vua Pharaoh. Và Chúa ban phước cho bà và các bà và gia đình. Cho nên chúng ta cần phải yêu thương chính quyền, cầu nguyện cho họ. Tánh tình. Trong cách cư xử tôi có thái độ cằn nhằn, lầm bầm, chỉ trích, nói xấu, nói hành, nói móc, nói nhiều. Phần này là ghi là nhiều người ghi lắm à. Chửi thề,
đại lễ. Tại sao như vậy? Kinh Thánh cho chúng ta biết là cái miệng của chúng ta không thể nào một nơi vừa ra nước ngọt và vừa ra nước đắng được. Không thể nào cái miệng của chúng ta một nơi đem đến sự chúc phước, một nơi đem đến sự rủa xả. Cho nên nếu chúng ta muốn cầu nguyện Chúa nhậm lời, cầu nguyện lên tới ngai của Chúa đó, thì cái miệng chúng ta phải sạch. Amen. Tự ti mặc cảm. Nào, tự ti mặc cảm nó có hai mặt. Lắng nghe chú ý chút xíu, một số người chúng ta thường Việt Nam chúng ta dính vào cái điều này. Tự ti mặc cảm gồm hai mặt. Mặc cảm thứ nhất đó là thấy mình xấu. Cho nên nhiều người bởi vì thấy mình xấu cho nên đi thẩm mỹ viện để sửa. Và chuyện gì xảy ra? Sau đó đẹp hơn hay xấu hơn? Xấu hơn. Đẹp hơn lúc đó thôi. Thời gian sau là xấu hơn. Nào, quý vị phụ nữ nhìn tôi này chút xíu này nha. Chính mắt tôi thấy, chính mắt tôi thấy, và chính tôi cũng giúp đỡ một số người. Nhưng mà tôi cái chuyện này nó lớn là tôi kể cho ta nghe. Có một người phụ nữ mặt nám ở đây nè, đi đến bác sĩ thẩm mỹ, dùng cách mấy đi chăng nữa cũng vẫn còn y chang vậy. Làm xong xấu hơn. Cô ta luôn mặc cảm về khuôn mặt của mình. Cho đến một ngày kia cô được nghe lời của Chúa và thấy rằng lời Chúa dạy mình là mình được dựng nên mang lấy hình ảnh của Chúa, mình đẹp rồi, không cần phải cho người khác cái bên ngoài đẹp mà mình đẹp từ bên trong đẹp ra. Bà ăn năn xin Chúa bởi vì con mặc cảm luôn luôn nhìn thấy mình xấu xí hơn người khác. Sau khi xưng tội xong với Chúa về điều này xong, 6 tháng sau cái bớt bàn hoàn toàn biến mất và cơ mặt thật đẹp. Nhiều người chúng ta mặc cảm, người mặc cảm mình người lùn, mặc cảm mình ốm, mặc cảm gì đó. Chúng ta nhớ rằng mình được dựng nên trong hình ảnh của Chúa. Cho nên đi đâu tôi cũng nói tôi đẹp trai, bởi đâu ai giống tôi đâu. Đâu kiếm người thứ hai giống tôi đâu. Tôi đẹp một cách đặc thù luôn. Cho nên Chúa dựng chúng ta khác biệt nhau. Không có người thứ hai nào mà có dấu tài giống như vậy. Không có cặp mắt nào mà giống như ngay sợi tóc của gì đó. Quý vị biết sợi tóc của gì trên đầu, quý vị rụng cái gì không đấy ha. Cái sợi tóc này đưa vô trong bác sĩ nghiên cứu đó. Mà bác sĩ nghiên cứu sợi tóc này biết quý vị cơ thể quý vị thiếu cái chất gì đó. Những người bị dị ứng cơ thể nó biết được cái người đó bị dị ứng cái gì luôn đó. Cái tóc này mà đưa đến trên bác sĩ mà ai phạm tội tìm được sợi tóc là tìm tới nhà luôn cái người ăn trộm đó. Dòm có thường vậy đó mà Chúa dựng nên rất là diệu kỳ. Cho nên chúng ta đẹp cách đặc thù quay qua cơ mình, quý vị đẹp cách đặc biệt, không ai giống hết. Và kế tiếp là gì? Mặc cảm kế tiếp là gì? Mình dở, mình ngu, mình hèn. Cha mẹ nói là mày là đồ vô dụng, mày lớn lên mày cắp đất mà ăn. Chúng ta làm được mọi sự là gì? Nhờ Chúa đấng ban thêm sức cho tôi. Chúng ta là con cái Đức Chúa, chúng ta làm được mọi sự. Hồi trước nhỏ tôi rất là tự ti đủ thứ. Trong nhà thì thấp hơn mấy đứa em mình. Người ta gọi anh hai lùng nữa chứ. Nhưng mà giờ tôi rất là tự ti, không còn tự ti nữa. Cho nên chúng ta loại bỏ cái này ra. Và bởi vì cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta muốn chứng minh mình là ai đó. Có nhiều người mà chúng ta thấy người ta có xe đẹp thì muốn có xe đẹp, nhà có nhà đẹp, mình nhà đẹp, nhà đẹp. Còn có nhiều người thấy có điện thoại mới, mình có điện thoại mới, mình chứng minh rằng mình có. Mình không có bị ta chê. Có câu nói của tiếng Anh đó, dịch qua tiếng Việt thế này đó. Tôi vay tiền để mua món đồ mà tôi không cần, để kênh lại cái người tôi ghét. Tôi ghét một siêu thần. Ông có chiếc xe đẹp, ông lái xe, ông lạng lạng trước mặt tôi. Tôi chướng mắt quá, tôi vô nhà băng, tôi vay cái tiền mua cái xe thật là mắc tiền, lái xe lạng lời trước mặt ông. Để chi vậy? Để kênh lại ông. Ai mắc nợ? Tôi mắc nợ, trong khi tôi có nhà, tôi có chiếc xe chạy được rồi. Cho nên là con cái của Chúa, chúng ta không cần chứng minh ai hết. Amen, quay vào kêu bên, không cần chứng minh ai hết. Ngay cả vợ cho hai người nào có ơn hơn tôi, nói tiên tri hơn tôi, có vợ giỏi hơn tôi cũng không cần. Amen. Không cần so sánh mình hội thánh này, hội thánh kia.
Người này có ơn này, người kia không có, mình không có. Đó là tự ti mặc cảm. Vừa hình dáng, vừa trên khả năng chúng ta làm việc. Ai chúng ta thấy mình tự ti mặc cảm có gì thì ghi xuống. Nào trở lại, chú nhắc tôi hồi nãy là nổi loạn không phân phục ai đó, thí dụ mục sư nào thì chúng ta ghi xuống. Nếu thầy giáo nào, chúng ta ghi xuống thầy giáo đó. Mục sư nào, thầy giáo nào, chúng ta ghi xuống. Ông chủ nào mà áp bức chúng ta, ghi xuống. Rồi. Ai là những người chúng ta hay cằn nhằn hay là ghét người đó, ghi xuống. Ok. Nóng giận, ganh ghét, nóng giận, ai mà chúng ta ghét, ghi xuống. Nóng giận, giận ngầm. Người giận bên ngoài khác mà người giận ngầm mới ngầu á. Giận ngầm không thèm nói chuyện, giận chồng về nhà không thèm nấu cơm. Anh kiếm gì anh kệ anh. Tôi nói anh không nghe hả, anh chọc tôi giận nha. Đánh lộn, giận lẫy bằng cách không làm hay làm ngược lại ý người khác. Cái này quen quen, nghe quen quen ha. Khoe khoang, cay đắng, không tha thứ. Nào nếu ai mà làm chúng ta cay đắng, không tha thứ, ghi tên họ xuống. Người nào làm ta cay đắng, ghi xuống. Có thể cái chuyện này rất là lâu rồi, mà nếu chúng ta thấy lâu lâu mình chợt nhớ đến người này thì ghi xuống, xin Chúa chỉ con tên người đó ra. Gian dối, nói láo, trộm cắp. Quý vị không, trộm cắp này là gì? Nếu chúng ta làm điều gì, ví dụ trốn thuế, làm gì mà gian dối, cẩn thận. Ok. Có một lần kia, Chúa, tôi trung tín trong phòng người, tôi ban cho vân vân. Nhưng mà tôi mượn đồ tôi không trả, Chúa nhắc tôi. Con mượn đồ của người ta mà không trả là con trộm cắp. Trộm cắp này có giấy phép. Xin xong rồi lấy rồi giữ luôn. Mượn, xin cho mượn xong. Làm biếng, nói láo, trộm cắp, làm biếng, trì hoãn. Cái chuyện mục sư kêu mình làm, ba mẹ kêu làm, từ từ, lúc nào thích mới làm. Hành hạ những người khác bằng những cách khác nhau. Ghét mình, rủa xả mình. Đây rất quan trọng nè. Những ai rủa xả mình, rủa xả người khác rất là nguy hiểm. Câu nào mà chúng ta hay rủa, ghi xuống cái câu đó. Câu nào mà ai rủa chúng ta, ghi xuống. Có những người, có gì hiểu không? Có những người cha mẹ nói rằng mày là đồ vô dụng. Về nhà lấy chồng xong, chỉ nghe vợ mình hay chồng mình nói, sao em là đồ vô dụng, em vô dụng có gì, anh vô dụng có gì, là anh đòn liền. Tại câu đó là câu làm cho bị tổn thương. Do đó hôn nhân bị rạn nứt đổ vỡ là tại sao vậy? Bởi câu nói đó là câu nói rủa xả, và câu nói đó là do cha mẹ nói và mình bị tổn thương. Cho nên ghi xuống câu nào mà ba mẹ nói. Có những người cha mẹ tôi giúp đỡ cho một cô đó, cô cứ khóc hoài. Bởi vì cái người cha nói là mày lớn lên mày làm điếm, mày làm đĩ. Và cô đó và hôn nhân mấy lần không bao giờ làm được. Và có những người con gái, những người con mà cha mẹ chửi câu đó, và thật sự họ sống như vậy. Cho nên hãy cẩn thận những gì chúng ta nói cho con cái của mình, nói cho vợ con mình, nói cho người khác. Ok, chúng ta qua phần nghiện ngập ha. Từ từ để tôi giải thích xong rồi chúng ta nghe, đừng ghi sớm quá sớm, chờ từ từ để chúng ta nghe. Thánh ơn Chúa cáo trách chúng ta hãy ghi xuống. Nghiện ngập có nghĩa là gì? Bị say mê, nghiền, lệ thuộc những gì không bỏ được. Bao gồm thuốc lá, cà phê, rượu, bia, trà, ma túy. Những cái gì mà chúng ta bỏ không được là nghiện. Cờ bạc, lô tô hay là vé số đó. Nhạc, tiểu thuyết lãng mạn, phim, phim tập, tiền bạc, nhà cửa, nhiều người mê nhà, mê tiền bạc, vân vân. Bất động sản, nữ trang. Chúng ta biết nhiều người đầu tư bất động sản, mê động sản, mê bất động sản. Bất động sản sụp xuống không còn gì hết luôn. Chúng ta làm gì phải Chúa dẫn dắt chúng ta mới được. Nữ trang, thể thao,
Có ai mê đá banh không? Mê nó cá độ đá banh, nhiều người mê cá độ đá banh mất bán nhà bán vợ con con. À. Mê xe, quần áo, điện thoại, internet, chat, computer, game, thẻ tín dụng, không tiết độ và những thứ gì khác. Ai nghiền cái gì chúng ta ghi xuống. Rồi cái tiếp là muốn chết. Cuộc sống là do Chúa ban cho, muốn chết là chống lại ý Chúa. Đã có tự tử, không muốn sống, muốn người khác chết, phá thai. Ở những người mà phá thai sau đó họ hối hận, họ bị cáo trách và họ không có bình an. À, thì nếu chúng ta có phá thai ghi xuống. Khuyên người khác chết, sinh non, có những người mà sinh non cảm giác sinh non ra nó cảm giác của sự sợ hãi lúc mà sinh non con mình nó chết, nó bị ám ảnh đó. Khuyên người khác chết, ba mẹ không muốn sinh, bị bỏ rơi lúc nhỏ. Nào khi tôi có giúp cho một người này, cái cô này cô ba má của cổ lấy nhau, và bởi vì lúc đó kinh tế thiếu thốn cho nên họ không muốn sanh, và họ thường nói với đứa con, mẹ thường nói với con là mẹ không biết mày sinh ra con để làm gì, là con khổ. Và những điều này chúng ta, nếu bác sĩ chứng minh rằng, bác sĩ khoa học chứng minh rằng đó, cái có sự thông linh giữa người mẹ và đứa con, những gì mẹ nói trong lúc vui buồn thì đứa con ảnh hưởng khi nó sanh ra, đúng không ạ? Cho nên khi mà người mẹ mang bầu đứa con, và khi mang bầu đứa con mà cái cảm xúc lúc đó bị chồng bạc đãi, bị chồng bỏ, đứa con sanh ra nổi loạn, đứa con sinh ra tự ti mặc cảm, lúc nào cũng buồn cũng khổ với cha mẹ. Cho nên những người phụ nữ có con cái, dạy cho con cái mình lúc mà có bầu giữ cho tinh thần lúc nào cũng vui vẻ. Thậm chí là cũng những người mà bác sĩ còn khuyên đừng có uống rượu hay là đừng có thuốc lá, bởi tất cả ảnh hưởng đứa con của mình. Và cô đó phải cầu nguyện giải cứu mới thoát đó. Còn thôi lúc nào cũng trầm cảm hết. Bị bỏ rơi lúc nhỏ. Có một điều rất là quan trọng, quý ông nghe tôi nói đây. Ở bên Mỹ có một chuyện xảy ra, đó là thế này. Một ngày kia vào lễ người mẹ, người ta đem những cái tấm thiệp đó để cho những đứa con ở trong tù, một trong tù nổi tiếng ở tại Chicago, để tặng cho, gửi cho mẹ. Và khi họ đưa cái thiệp này đó, thì hầu như tất cả những đứa con ở trong, đứa con, những người đàn ông trong tù đó, đều lấy một cái thẻ về và viết cái thiệp gửi cho mẹ của họ, và không đủ thiệp. Cho nên tới một ngày lễ của người cha đó, họ mua nhiều cái thiệp để gửi cho người cha, và họ đưa ra không một ai lấy hết. Nan đề lớn nhất ở trong xã hội đó là trong gia đình thiếu bóng người cha. Có thể người cha có mặt, nhưng mà người cha đó không làm công việc của người cha. Việt Nam chúng ta nói câu là con không cha như nhà không nóc. Đánh đập con cái, chửi rủa con cái, đi chỉ biết về đem tiền cho, rồi bắt buộc vợ phải lo cho con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Đó là một cách nói của người đàn ông trốn tránh trách nhiệm. Cho nên rất nhiều con cái hư là bởi vì người đàn ông. Và tại sao trong Malachi Chúa nói là trong ngày cuối cùng Chúa đem lòng cha trở lại lòng con, và con trở lại cha, người cha trước. Người cha cần phục hồi cái địa vị của người cha. Và do đó Chúa Giê-xu đến trong thế gian này, và Ngài nói rằng ai nhìn thấy ta là nhìn thấy cha. Để thấy thật sự Đức Chúa Cha yêu như thế nào, để chúng ta trở thành một người cha gương mẫu. Hội thánh cũng thiếu những người cha luôn. Có những mục sư sẽ họ trở thành coi tín đồ giống như nô lệ, sai bảo để làm cho mình, nhưng mà không bày tỏ tình yêu của mình với những đứa con thuộc linh.
và họ nhìn thấy người cha ở bên ngoài của vua của mình hà khắc thế nào, vô nhà thờ cũng thấy mục sư cũng hà khắc giống như vậy, mà họ mới tình thương. Và chỉ thấy mục sư giống như là lợi dụng mình để làm việc công việc nhà thờ, dẫn đến điều gì? Nhiều đứa con nổi loạn bỏ đi y chang như bên ngoài. Có dịp tôi sẽ đi sâu vào này cho mấy ông, tôi sẽ đi sâu chuyện này, nhưng mà tôi muốn nói cho chúng ta biết rằng vai trò người đàn ông đóng một vai trò rất là quan trọng. Thật sự tôi có thể nói một cách khẳng định rằng dựa trong tất cả mọi thứ đó, một công việc mà khó làm nhất là làm đàn ông, khó nhất là làm đàn ông. Bởi vì người đàn ông đó, con trai đó, khi mà chúng ta không có một khuôn mẫu của người cha đó, chúng ta muốn trở thành đàn ông đó, lớn lên đàn ông đó, chúng ta sẽ bắt chước bạn bè mình. Nếu là đàn ông thì nam vô tử như kỳ vô phong, đàn ông mà không biết rượu là cái như là như cợn của gió. Đàn ông phải là tứ đô tường, xã hội dạy chúng ta làm sao đàn ông phải mà ai đánh mình phải đánh lại họ, tham gia bắt đảm. Tại sao? Bởi vì xã hội dạy chúng ta không có một người đàn ông gương mẫu dạy làm sao làm người đàn ông gương mẫu. Bởi vì không có người đàn ông gương mẫu, không có người chồng gương mẫu, và không có người cha gương mẫu, và con cái lớn lên bởi vì không thấy đàn ông tốt, cho nên anh chàng nào thương nó nhào vô liền, và cuộc đời nó đau khổ. Và những người cha không hiểu rằng bởi vì mình không làm vai trò của người cha, con gái mình nó khổ là bởi vì mình, cháu mình khổ bởi vì mình. Những người đàn ông không hiểu rằng đó, mình không làm một người cha tốt, con trai mình sẽ đem khổ đến cho vợ nó và khổ cho cháu của mình. Nếu mà đi sáng sớm dậy sớm xong vô tiệm cà phê uống, chiều về ăn làm đi làm xong vô quán nhậu thì chuyện gì xảy ra? Xã hội ngày hôm nay xảy ra điều gì? Là do nó hậu quả của người đàn ông, phải không? Cho nên Chúa muốn trong thời kỳ cuối cùng những người đàn ông phải được dậy lên, người đàn ông phải trở nên khuôn mẫu cho người ta thấy Đức Chúa Trời của mình là như thế nào. Dĩ nhiên nó trong không đề tài của tôi, nhưng mà ít ra tôi cũng nói một ít điều cho chúng ta. Ai có nghe không? Ai có tai mà nghe hay nghe. Amen. Tôi từng thấy nhiều người gồm hầu vị Chúa, và họ hầu vị Chúa trong nhà thờ, họ đứng tòa giảng và họ nói rất là tốt, nhưng ở nhà đối với con của họ khác. Đối với tín đồ rất là nhẫn nhục yêu thương, nhưng đối với con mình khác. Lớn lên nó không bao giờ muốn làm mục sư cả, lớn lên không muốn hầu vị Chúa cả. Nhỏ dưới 18 tuổi còn nghe lời, nhưng mà khi đủ 18 tuổi đủ cánh rồi nó không bao giờ muốn nhà thờ. Chúng ta cần phải chỉnh lại rất nhiều thứ ngày hôm nay. Ok. Thề nguyền, kết ước sống chết với người nào, trích máu ăn thề. Nhiều người chúng ta kết ước với một người nào đó là anh sẽ yêu em suốt đời. Xong đổi núi dời đó, anh vẫn yêu em, rồi xong có người yêu khác đó. Việt Nam chúng ta có câu là khi mà tình cũ không rủ cũng tới. Tại sao cái lời thề nguyện? Có chồng rồi nhưng mà nhớ người yêu cũ, ông hẹn gặp nhau cái nói chuyện vài câu, cái tình yêu bắt đầu nó sống lại, rồi cái bỏ chồng mình theo người khác đó. Thề nguyện với một thần linh nào, là chúng ta thề với một cái linh nào đó, chúng ta sẽ bị cái linh đó đeo đuổi chúng ta. Gia nhập băng đảng, nhiều người gia nhập băng đảng vô xong rồi không ra được. Vậy nó ra họ xử. Thề sẽ không trở nên một người nào. Có như thề tôi lớn lên tôi không giống như cha tôi. Tôi có người bạn, ba của anh, ông nội của anh ta sợ vợ, ba của anh sợ vợ, ông anh của ông sợ vợ. Anh ta nói với tôi, tao lớn lên tao sẽ không bao giờ sợ vợ. Chúng ta biết chuyện gì xảy ra không? Lấy hết mấy bà, lúc nào cũng muốn kiểm soát vợ mình. Tại sao? Ám ảnh bởi cha mình sợ vợ, cho nên muốn cầm quyền. Còn người khác thì sao? Sợ vợ. Cho nên chúng ta không thể bậy bạ được. Thề không làm một điều gì đó, có người nào mới thề tôi sẽ không làm chuyện đó, cuối cùng vẫn làm. Hứa nhưng không làm
gắn bó với thú vật hay đồ vật. Chúng tôi nhiều người họ con chó nó chết khóc còn ba má chết nữa. Rồi niềm tin sai lạc, tin học hay đọc những giáo lý không cùng quan điểm với Kinh Thánh, hay không cấp chấp nhận Chúa Giêsu là con đường duy nhất đến cùng Đức Chúa Trời. Tôi đã tìm kiếm những chân lý ngoài Chúa Giêsu. Tôi đã nghi ngờ nền tảng tin lành như Thượng Đế thực hữu, Ngài đấng sáng tạo, Chúa Giêsu là Thượng Đế, Ngài sinh bởi nữ đồng trinh, Ngài sống lại, Ngài sẽ tái lâm. Không tin ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh. Ai chúng ta không tin cái này mới gạch nha. Ai không tin mới gạch. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không tin sức mạnh của tội lỗi, Satan và ma quỷ có thật. Ai không tin mới gạch cái phần này. Và kế tiếp là chúng ta thờ thần tượng, thờ cúng thánh, thần, ma quỷ, tiên, Phật, hòa hảo, cao đài, quan công, Khổng Tử, Lão Tử, Thanh Hải và Chúa Sứ Cô Hồn. 32, thờ tổ tiên, tổ hùng vương, ông địa, thần núi, sông và biển. Chúng ta tôn trọng những bậc tiền nhân, nhưng mà chúng ta không thờ họ. Cha mẹ chúng ta, Kinh Thánh dạy chúng ta là hiếu thảo với cha mẹ, nhưng mà thờ dành cho đấng dựng nên chúng ta. Amen không ạ? À? Phân biệt hai điều, nhớ kỹ tôi, phân biệt hai điều. Hiếu thảo là lời ăn tiếng nói dành cho cha mẹ của mình, đối xử với họ lúc họ còn sống, tôn trọng họ, không có đi ra ngoài nó ba tôi thế này, má tôi thế kia. Tôn trọng họ, lời nói, ngôn ngữ, sinh sống, cách sống của mình. Dù họ cái nào chăng nữa, họ vẫn cha mẹ của mình tôn trọng họ. Đối xử họ lúc còn sống, đó là hiếu thảo. Đối với những người khác, Chúa dạy chúng ta hãy coi người khác như là tôn trọng hơn mình. Chúng ta tôn trọng con người, vì tất cả mọi người đều được Đức Chúa Trời dựng nên và họ mang lấy hình ảnh của Chúa. Nhưng mà thờ chỉ duy nhất đấng dựng nên chúng ta mà thôi. Amen. Nắm lấy điều này, phân biệt điều này, để giúp cho những người nào mà họ hiểu lầm chúng ta là thờ ông bà, theo Chúa là bỏ ông bà, không có. Rồi chúng ta thờ ông địa, thần núi, thần sông, thần biển, thờ những thú vật như ông 30, cá ông lập bàn thờ, xây chùa miễu, đi dự lễ Vu Lan, Thanh Minh. Tất nhiên là chúng ta đến những nơi mà có những cái thần linh sự chết đến đó, hay những nơi đó thờ tự, tháp chàm, chùa Cột Một, chùa Thái Lan, đền miếu. Nếu ai có pháp danh gì thì ghi xuống. Bị gửi cho người khác vì khó nuôi, đặt tên xấu để khỏi bị ma bắt. Tôi có một người bà con sinh ra sinh khó, và trong thời kỳ đó là thời kỳ rất là lâu năm sinh khó. Cho nên bà tin rằng đó, có người dạy cho bà rằng đó, muốn con của bà sống đó thì phải một bên đó cho con bú, một bên nuôi con heo cho nó bú. Cho nên đó, một bên cho con mình bú, nhưng mà thương con mà, bên cho bú, bên cho heo bú, để con heo nó gánh lấy cái mạng thế cho con mình. Nhưng mà cuối cùng đứa con 30 tuổi chết. Để ý những cái dị đoan này. Đặt tên xấu để khỏi ma bắt. Con mình đẹp vậy mà kêu là sao mà xấu quá. Vân vân. Rồi thờ Satan vân vân, chúng ta có thể coi chỗ đó chúng ta gặp nha. Tôi sẽ đi nhanh qua. Không phải lỗi của bạn, ông bà từng xây chùa, làm thầy bói, xài bùa ngải, thờ tổ, ảnh hưởng tới quen tật xấu của ông bà cha mẹ, bị bệnh di truyền. Nếu chúng ta có bị bệnh di truyền gì ghi xuống. Gia đình có huông. Có huông có nghĩa là gì? Một số người, ví dụ chữ huông, có huông ở đây, mục sư, ở đây dân đây hiểu mục sư. Chữ có huông ở đây hiểu không? Có huông có nghĩa là gì? Có những người chết non, gia đình cha mẹ anh em trong nhà 30 tuổi là chết. Giống như là Lý Tư Long vậy đó, anh em chết đó, anh trai chết đó, là có huông. Có huông bao gồm có huông đổ vỡ hôn nhân, có huông bao gồm đổ vỡ hôn nhân ly dị, có huông bao gồm bị phá sản, không còn biết dỗ cái mấy tài cái mấy làm ăn bao nhiêu sụp xuống hết. Có huông bao gồm trong gia đình có người mắc căn bệnh đó và chết vì căn bệnh đó, là bị căn bệnh đó.
Có hương ở trong nhà có người treo cổ chứ. Đây là có hương. Nếu chúng ta có điều đó thì chúng ta ghi xuống. Liên hệ sự huyền bí. Hay cái này gồm bao gồm là tham dự hay xem phim TV. Tôi gặp một cái ông này, ông khoái coi phim ma. Ông có dàn âm thanh rất là nổi trong thời đó để mở ra để coi phim ma nó rung rợn. Thì trong lúc ông đương coi một cái cuộc phim ma rất nổi tiếng, tôi được nghe kể lại. Khi đang coi phim ma, đứa con gái chạy vô trong phòng và vừa lúc đó âm thanh hình của ma nó bùng lên và nó thấy cái ma đó, nó sợ và từ lúc đó nó đi ngoài đường ở chuồng ông. Nó bị ám ảnh. Cho nên cẩn thận. Nhiều khi coi cái đó kích thích nhưng mà rất nguy hiểm cho mình và cho người khác. Coi xem bói toán tử vi đông phương tây phương, coi tướng cho mình, coi cho người khác, coi số mạng, coi tai, đọc từ báo chí sách vở hay nghe người khác đọc cho mình, bói bài bói chữ sinh xăm, giải con số giải mộng, thiên linh cái dùng giác quan thứ sáu. Ở trước năm khoảng tôi 30 tuổi đó, tôi làm ăn không có tốt. Tôi được người bạn của tôi, anh này có người cha tên là Gia Cát Hồng. Và tôi được biết là Gia Cát Hồng từng là cái người mà chấm tướng số tử vi cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Và tôi nghe thấy hay hấp dẫn, tôi nghe vô. Như nãy tôi kể đó, nghe xong rồi thời gian bị cuốn vô, hút vô trong đó. Và tôi đồng mê coi bói và tử vi, chấm tử vi. Và tôi chấm cho người này và chấm người kia và tôi chấm đúng chứ không chấm sai nữa. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Tôi luôn luôn sống trong sự sợ hãi. Ai từng mà coi bói của tử vi rồi, tôi bảo đảm gì không bao giờ có bình an. Chắc chắn luôn, không bao giờ có bình an. Mới vừa nghe cái lá số tốt xong rồi, cái mà lo sợ cái chuyện khắp sự xảy ra. Không bao giờ có bình an. Và cái chuyện càng ngày càng tệ hơn. Cho đến khi tôi gặp Chúa, Chúa giải cứu tôi. Giải con số, giải mộng, thiên linh cái dùng giác quan thứ sáu, mê nghĩa trang, từng gặp ma, những người nào sợ ma đó ghi xuống, bị ma đè. Có những người có bùa đem về, tôi biết miền Tây là có thể có chuyện này xảy ra, có bùa đem bùa về để có chồng để bảo vệ, cuối cùng thêm tối về có mắc bệnh, cái gì nào bệnh đằng dưới đó, là đến là từ cái chuyện này. Sử dụng bùa ngải, niệm phù chú, cầu tổ, cúng tổ, cầu cơ, đồng bóng, dùng thư ếm, bị thư ếm á, trò chuyện người chết hay các thần linh, dùng trí để dời đồ vật hay ngồi thiền, yoga. Thiền là một cách đi vào trong thế giới linh. Chúa dạy chúng ta là hướng về Chúa, suy gẫm là Chúa, cho vào thiền. Nhiều năm về trước, tôi cũng cùng một tờ giấy này, tôi đến một hội thánh và tôi kêu tín đồ đó xưng tội, làm dấu, gạch dưới ra, vân vân. Trong khi trên này tôi cầu nguyện, nhân danh Chúa tôi đuổi tất cả những quyền lực sứ tối tâm nào cầm buộc cho những người dưới. Thì cái cô đó, cổ đứng lên và cổ làm chứng là gia đình của tôi từng là cái người mà chơi ngồi cầu cơ, mẹ tôi là người cầu cơ. Rất nhiều người đuổi mà không đi, giải cứu mà không được. Lúc mục sư đứng giảng này, tôi nhìn mục sư giống như một cái đám mây che, tôi không thấy mặt được mục sư. Và tôi ngồi dưới không có ấy được. Nhưng mà khi tôi điền cái tờ giấy này xong, và khi mục sư nhân danh Chúa Giêsu và đuổi tất cả những tà linh, mà khi mình nhân danh Chúa đến bùa chú, bói khoa, tà thuật, thì tôi thấy một cái gì thoát ra khỏi tôi. Nào, tôi chia sẻ cho ta điều này nữa nè. Khi mà sau khi tôi cầu nguyện xong, làm chứng xong, tôi đã quên là một điều, là tôi không nhân danh Chúa công bố huyết Chúa bao phủ mình và chặn đứng sự cắn gót của ma quỷ. Cho nên lúc đó tôi chở vợ tôi đi đến hội thánh, và lúc xưa mà mục sư Thông á, còn ở chỗ đó tôi đứng chạy xe tới một chút, thì một chuyện xảy ra là cái xe tôi bị nổ bánh xe, nổ bánh trước. Chúng tôi kìm tay lái lại được và dừng lại. Thì tôi mới chợt nhớ rằng mình nãy cầu nguyện giải cứu mà, nhưng mà không công bố huyết Chúa bao phủ bảo vệ mình.
Cho nên nhân danh Chúa Giêsu, tất cả những quyền lực siêu tâm, những tà linh nào quấy phá, tôi trục xuất ngươi không đụng đến ta. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Một người nhân sự của tôi đi với tôi cùng chuyến đi đó, nhưng mà không đi chung với chúng tôi cái chuyến cầu nguyện này, mà đi về hội thánh ở tại Thánh Thất Cao Đài là gì, quên là dùng đó tên gì? Tây Ninh. À, đương ngồi trong nhà thờ, ngay cái lúc mà tôi đuổi tất cả tà linh đi đó, thì bà này hôn mê, giống như hôn mê, không biết gì trên, không biết tên mình là gì, không biết gì, ngồi chỗ, không biết gì, ai dẫn đi đi. Cho đến chiều, khoảng 4 giờ chiều, lúc bánh xe mà tôi bị bể đó, tôi nhân danh Chúa Giêsu và tất cả những sự cắn gót của ma quỷ, sự quấy phá của ma quỷ không được đụng đến tôi, những người thân của tôi, chung quanh tôi và những người đi chung tôi đó, thì ngay lúc đó bà mới tỉnh lại. Cho nên chúng ta đi giải cứu cho người khác, không phải chỉ giải cứu là giải cứu, mà chúng ta biết rằng có một thế giới linh chúng ta đang giải cứu cái này, nó sẽ tấn công gia đình chúng ta, người thân chúng ta, những người khác. À, để ý cái chuyện này. Amen ha. Rồi. Rồi hình tượng đồ trang sức và xăm trên cơ thể. Có hình tượng hay là đồ trang sức dù chân cho đẹp, à, chúng ta phải dẹp bỏ nó. Về nhà mình coi coi cái gì mà nó không có ấy thì mình dục. Xăm hình đảng phái, xăm thần đeo bùa, cầu xin Chúa chỉ mình. Hình ảnh hay những hình tượng đặc biệt từ các thần tượng, hay là từ nó như chùa chiền đền cho người khác tặng, như dấu hiệu đặc biệt trên cơ thể hay dấu xăm trên người. Ok, cầu xin Chúa chỉ chúng ta ra. Võ thuật. À, võ thuật là có thờ tổ, cho nên ảnh hưởng cho đời sống của chúng ta. Có những người theo võ thần, à, họ cầu khẩn, họ xăm mình niệm tụ chú rồi họ đánh. Có những loại võ mà họ thiền, chúng ta thấy anh Việt Nam chúng ta ảnh hưởng của Trung Quốc đó, là họ thiền xong để họ suy nghĩ ra một chiêu nào đánh người ta chết liền. À, cho nên bởi vì họ suy nghĩ này đó, các thần linh đó chỉ cho họ ra những cái chiêu mà lại để mà giết người. À, cho nên luyện võ cũng phải cẩn thận, ăn thua nó là đến từ đâu. À, một số quý vị có thể không tin những điều này, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng võ thuật, có một số võ thuật đến từ nơi thế giới tà thuật. Ok, rồi đi nhanh. Không thực tế, xì xích bởi ảnh hưởng bởi phim, sống trong tưởng tượng, điều này mang đến sợ hãi, bất an, bạo động, hoang mang, hay lo sợ, sống trong ảo tưởng, à, mơ mộng, sống trong quá khứ, nằm mơ ban ngày, mộng du. Nào, lần kia có một người đến gặp tôi. Mục sư ơi, chồng em mộng du, mục sư biết anh làm gì không? Ông đi kiếm dao, cho nên tối em ngủ được, em giấu dao đâu ông cũng tìm ra hết. Cho nên khi mà anh nằm kế bên anh mà anh hơi động chút xíu là em anh canh chừng anh đi đâu, bởi ông kiếm dao, em biết ngày nào ông lấy dao đâm em hay con em, em không biết. À, và anh này cứ tối vậy là anh đi như này, rồi bắt đầu lôi dao ra ông cầm đi, không ai giúp được hết. À, bắt đầu cái người vợ đến gặp tôi hỏi câu hỏi thế này: biến cố gì xảy ra trước khi anh bị mộng du? Nếu chúng ta muốn giải cứu những khác, hiểu cái này. Tôi tại sao mà tôi chia sẻ điều này, trong khi mục tiêu của tôi là những khác. Tôi hỏi anh nói vậy, và anh nói rằng sau kỳ tôi đi vượt biên, khi chiếc tàu tôi bị vượt biên, tôi thấy được hải tặc cướp tàu, giết người, hãm hiếp mấy cô gái trước mặt tôi. Và sau đó tôi bị khủng hoảng, và dẫn đến thời gian sau này mộng du. Tôi chỉ cầu nguyện, kêu ta cầu nguyện tha thứ tên mấy tên cướp biển gì đó, rồi nhân danh Chúa chặt đứt, rồi đập vỡ cái những suy nghĩ trên đời sống đó. Đêm đó, từ đó cho đi tới giờ không còn bị nữa. Cho nên đôi khi cũng sự giải cứu người khác đó, đôi khi chúng ta có cái biến cố gì xảy ra cho người đó và dẫn đến cái hệ lụy này. À, phim ảnh nhạc an thần. Nhiều người chúng ta không để ý nhạc an thần, nhất là những số nhạc ngày hôm nay đăng trên YouTube rất là thường. Nhiều người nói ô nghe nhạc này cảm thấy thoải mái đấy nha. Trong số những số nhạc này đó là nhạc bao gồm có tiếng nhạc mà mưa róc rách, tiếng mưa, tiếng này róc rách, để vô trong mấy cái nhà thương viện dưỡng lão, để vào trong cái chỗ này. Và có số âm nhạc đến từ nơi
thường của một số rất là nhiều ở tại bên Nhật. Và tôi thấy một số người, và không phải ít, là có một số nhiều người khi nghe nhạc này dẫn đến loạn trí. Nghe thánh ca là an toàn nhất, quay qua người bên nghe nhạc thánh ngủ an toàn nhất. Rồi, bị ảnh hưởng bởi nhạc trữ tình. Con cái của Chúa, nghe tôi nói đây, chúng ta nghe nhạc thánh, không hát karaoke, không hát karaoke ngoài đời. Tại sao? Bởi vì hầu hết nhạc Việt Nam của chúng ta đều là nhạc đau khổ cả. Chúa nói chúng ta là những gì mà chúng ta nói đó, Chúa sẽ đãi chúng ta tùy theo miệng chúng ta nói. Cho nên những người mà hát những bài mà đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, rồi cầu nguyện Chúa ơi cho con hạnh phúc, Chúa ơi cho gia đình con hạnh phúc, hãy để ý những cái nhạc sĩ mà họ hát giống như là Chế Linh đó, anh ta là người hát nổi tiếng này đó. Thế đời anh ta có cô nào ở dưới đời suốt đời mình không? Ngay cả như nhạc sĩ sáng tác những bài nhạc đó. Và tại sao ông bà xưa chúng ta nói sướng ca vua lồi là vậy đó? Không phải là hát là sai, nhưng mà những bài hát mà không đúng, chúng ta hát cho số phận của mình, chúng ta công bố số phận mình qua những bài hát. Để ý xem rất là nhiều người ha, vào trong những hát karaoke hát ha, ông này hát với vợ bà kia ha, chuyện gì xảy ra? Hát diễn tả ra yêu em như là mà cái người đó phải vợ mình đâu, xong rồi cái là cái lôi vợ người ta đi luôn. Chuyện này rất là thường phải không? Cho nên để ý, chúng ta con cái Chúa, quý vị phải hiểu điều này. Cẩn thận những nhạc mình nghe, cẩn thận những phim mình nghe, mình coi. Câu số từ đầu tiên tôi qua bên Úc thì có một số người con cái của Chúa mê phim tập, và đặc biệt là phim Quỳnh Giao trong thời đó. Tín đồ Chúa cầu nguyện Chúa làm cho đình con hạnh phúc, mà coi cái chuyện Quỳnh Giao, ông này cứ khóc bù lô lo nguyên một cái giấy, cái khăn giấy đó, hết khóc khăn giấy này tới hộp khăn giấy kia, cứ khóc bù lo, xin Chúa cho gia đình con hạnh phúc, mà lên đi coi một bên là cô toàn cái chuyện tan dở không à. Bắt đầu hôm nay quay qua người bên, cẩn thận phim ảnh coi, cẩn thận nhạc mình hát và nghe. Hôm nay tôi làm sập phòng thánh như mục sư. Ok, phần thứ bảy. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ một chút rồi chúng ta sẽ trở lại ha. Dạ. Trước khi chúng ta bắt đầu cái tiếp. Tình dục. Tình dục là món quà tốt do Chúa ban, lạm dụng nó là phạm tội, chúng ta bị ô uế. Hôn nhân là một giao ước Đức Chúa Trời ban cho khi Ngài ban cho Adam, khi mà hai người lấy nhau trở nên một. Có nghĩa là cả tâm linh của họ và thể xác họ thuộc về Chúa và thuộc về nhau. Cho nên chúng ta không thể nào coi thường hôn nhân được. Chúng ta không thể nào có một bóng hình người khác ngoài chồng hay vợ của mình. Chúng ta không thể nào so sánh người đàn ông chồng người khác tốt hơn ông chồng của mình, hoặc vợ của người khác tốt hơn là vợ của mình. Bởi vì Chúa muốn chúng ta một chồng một vợ. Đọc trong Malachi đoạn 2. Tại sao vậy? Chúa muốn tìm kiếm con cháu thánh thiện. Khi chúng ta sống hạnh phúc trong hôn nhân, vợ chồng hạnh phúc với nhau, Chúa sẽ ban cho chúng ta dòng dõi thánh thiện. Anh em ha. Cho nên hôn nhân chúng ta phải cẩn thận, trốn loan phòng hay là phòng ngủ không có quen. Và đặc biệt các ông, đừng thấy cô gái nào đẹp đẹp làm bộ ga lăng, tỏ ra giúp đỡ chăm sóc giống như người đàn ông tốt nhất trên đời này. Nếu thương mình, thương gia đình mình, để cho người khác lo. Đừng có tỏ ra là mình là anh hùng cứu mỹ nhân. Các người phụ nữ cũng để đừng ra võ dạng yếu đuối rồi nó để cho mấy ông lên đớp giúp mình. Ok, chúng ta phá hoại hôn nhân của người khác.
Tôi ở chung với một gia đình mà khi tôi đến đây tôi ở căn nhà của vợ chồng này. Và chị này kể cho tôi nghe một câu chuyện và tôi nghe rùng mình. Một người này đi hầu, được Chúa gọi đi hầu với Chúa, nhưng cuối cùng không hầu với Chúa, ra ngoài đời làm ăn. Một chuyện xảy ra, năm bà vợ. Bà vợ thứ nhất, 4 đứa con cùng treo cổ một ngày. Và một người con trai nữa nằm nhà thương chết luôn cùng một ngày. Nguyên sổ gia đình xò sạch. Những đứa con khác lang thang. Và ông đó ngay giờ này ngủ ngoài đường. Tội gì chúng ta phạm còn có thể chức giảm ra. Nhưng mà tà dâm là một tội vô cùng nguy hiểm. Chúng ta để ý ngày hôm nay bao nhiêu đứa con gái ngoài đi làm gái. Nhìn xem. Bao nhiêu đứa gái đẹp làm gái. Bao nhiêu đứa phá thai. Mà khi điều này càng xảy ra trên nhiều chừng nào đó, thì thành phố càng tội lỗi nhiều chừng đó. Mà thành phố càng tội lỗi nhiều chừng nào đó, thì cuộc sống của dân chúng càng khó sống chừng đó. Tội lỗi càng nhiều, có nghĩa là ông chồng bà vợ mình sẽ dễ dàng bị cám dỗ nhiều hơn. Đừng bao giờ vì một chút lợi ích nào mà ly dị. Bên tôi có những chuyện xảy ra là thế này. Những cha mẹ mà nào mà người phụ nữ nào mà gọi là đơn thân mà có chồng, không chồng mà có con đó, sẽ được chính phủ tài trợ tiền. Cho nên vợ chồng bàn với nhau, thôi mình giờ mình ly dị đi để có thêm tiền mua sữa cho con. À, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Bởi vì không có tờ giấy hôn thú, ông chồng về Việt Nam xong, tiền bỏ thêm tiền, được thêm được mấy chục đồng tuần lễ, mấy chục đô tuần lễ để mà cho gia đình. Ông chồng vô casino, bà vợ vô casino đi hết. Việt Nam chúng ta có nói câu là tiền ma trả ai? Trả quỷ. À, đừng bao giờ đánh đổi hôn nhân của mình. Tôi thấy của những người mà đứng ra bảo lãnh ly dị chồng mình để bảo lãnh anh, bảo lãnh em gái của mình để được qua bên này, qua Úc. Bảo lãnh xong em gái mình lấy chồng mình luôn. Đám cưới giả, những người mà có dự định rằng làm ly dị chồng mình, lấy anh này đó qua bên này, qua bên này bảo lãnh trả tiền cho người này mấy chục ngàn gì đó để được qua. Và khi qua rồi mình sẽ sau thời gian được định cư, được quốc tịch rồi, bảo lãnh chồng mình, con mình qua. Ông đã sợ bảo lãnh chồng mình qua, nhưng mà cuối cùng chuyện gì xảy ra không? Mất tiêu chồng luôn, mất tiêu con luôn. Hệ lụy về cái sự tà dâm, hệ lụy về coi thường hôn nhân rất là lớn. Những cô gái ngày nay, xin thưa ta, những cô gái trẻ ngày nay muốn ra nước ngoài lấy những ông chồng rất là già để được khá hơn, được cuộc sống tốt hơn, qua bên bển bị những ông chồng hành hạ. Thậm chí tôi từng giúp đỡ cho những người ông chồng uống thuốc kích thích để mà ăn ở với mấy cô gái này, đến nỗi tôi đều muốn điên luôn. Tôi đang nói đề tài rất là nhạy cảm mà dường như ít nói cho người biết. Có những người cuối cùng xong rồi đó, gần tới lấy nhau rồi đó, xù hồ sơ, cuối cùng không được về, không được ở lại. Tôi từng giúp đỡ những chuyện này, những ca này tôi giúp đỡ nó. Những cô gái tín đồ muốn lấy qua nước ngoài, lấy chồng ngoại đạo không tin Chúa, về tới nhà ông chồng đóng cửa lại, không cho ra ngoài, không liên lạc với ai, lấy tất cả giấy tờ hết, làm ở trong nhà giống vũ sinh trong nhà.
Và họ gặp tôi, liên lạc gọn thổi tôi, một số ông giúp cho em cái chuyện này. Mà tôi đâu liên lạc được đâu. Bởi sao cái điện thoại rồi ở trong tầm giữ luôn, nói chuyện ba mẹ cũng không được. Như nãy tôi chỉ chúng ta đó, khi mà chúng ta phạm tội, dây xích ràng buộc chúng ta lại, thoát không có ra, không cửa ra. Cho nên ngày hôm nay tôi khuyến khích chúng ta trở về hôn nhân của mình, xử lý hôn nhân của mình lại. Đang có lộn xộn, đang có gì, hãy nhớ rằng hạnh phúc con cái chúng ta lệ thuộc hạnh phúc của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta biết tại sao những đứa con gái nó trở nên đồng tính không? Bởi nó ghét đàn ông. Tôi cố vấn cho những số đứa, tôi gặp những số đứa nó đồng tính, nó có hai dạng. Dạng sẽ trở nên giống như gái và dạng giống như đàn ông. Có những đứa đó nó uống thuốc để mà chất hormone, mẹ bất hormone để nó trở nên giống như đàn ông, bởi vì nó thấy ba nó đánh má nó và nó binh vực má nó, và sau đó ghét đàn ông. Nói chừng mà cái tính dục nó trở lại là gì, nó muốn có một người nào đó bên cạnh nó, cuối cùng nó lấy cô gái khác và nó là trong vai trò của người đàn ông đó. Tại sao mà ngày hôm nay chúng ta nhiều người đi qua bên Thái Lan để mà giải phẫu chuyển giới? Còn những người khác bị cha đánh quá nhu nhược quá đó, họ đồng tính nữ. Chúng ta đang sống một thời kỳ rất là lộn xộn, và đáng tiếc chính quyền chúng ta không hiểu được những cái chuyện này. Những tâm lý xã hội này đó, chỉ có những người của Đức Chúa Trời mới biết chuyện này thôi. Là tôi khuyến khích chúng ta hôm nay cầu nguyện nhiều cho thành phố mình, cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho hôn nhân, cầu nguyện bảo vệ con cái mình. Ngày hôm nay đó, rất là nhiều đứa nó không biết nó là nam, nó là nữ nữa. Xin Chúa thương xót. Amen. Chúng ta cầu nguyện một chút xíu cho Chúa trở lại. Cảm ơn Sư Tăng. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.